Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý của siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về Việt Nam thì Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo là bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn và chính người thân trong gia đình bạn Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm đấy chính là nước hồng sâm Pocheon Đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta các bạn có thể nhìn thấy và ngày trước kia thì chúng ta được biết là nhân sâm nó là một trong những thượng dược vô cùng quý Nó chỉ được dùng cho các dòng vua chúa Nhưng ngày nay nhờ khoa học công nghệ tiên tiến cũng như là việc trồng sâm thì đã dễ dàng hơn nhờ những nhà vườn trồng sâm tại Hàn Quốc thì um, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chế tạo ra chiết xuất ra được nước hồng sâm trong dạng nước nó rất là tiện dụng cho người sử dụng để nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của chính bản thân bạn vậy thì ngọc hoa cũng không để các bạn chờ lâu ngọc hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của nước hồng sâm potion điều đầu tiên phải nói đến đấy là khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm potion nó sẽ giúp chúng ta nâng cao được thể trạng của cơ thể giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn nhất là đối với người già người ốm và người mới phẫu thuật xong À, bởi trong hồng sâm thì có tới 32 loại saponin cùng với 17 loại axit amin cần thiết quan trọng cho cơ thể chúng ta nên như nhiên là nó sẽ tăng cường sức đề kháng cũng như là tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch giúp cơ thể chúng ta chống lại cũng như là phòng chống lại các tác nhân độc hại và các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài đối với những ai đang làm việc trong môi trường uh, bị áp lực căng thẳng hay là những ai đang phải làm việc lao động trí óc uh, với cường độ cao thì uh, không tránh khỏi là việc chúng ta thường xuyên bị stress này căng thẳng lo lắng mệt mỏi đúng không ạ khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm potion sẽ giúp cho chúng ta an thần tạo cảm giác thoải mái giảm stress cũng như là căng thẳng mệt mỏi và giúp chúng ta tập trung hơn trong công việc sáng suốt và minh mẫn hơn Đối với những ai đang làm trong ngành kế toán và ở ngân hàng, chúng ta thường xuyên phải liên quan đến những con số và giấy tờ. Thế thì khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm Potion sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng ghi nhớ cũng như là khả năng lực phân tích con số, dẫn đến là sẽ giảm thiểu tối đa cái nguy cơ mắc bệnh đãng trí, vì bởi những ai mà thường xuyên phải làm việc tập trung với những con số và giấy tờ rất hay bị suy nhược thần kinh. Vừa nếu như chúng ta để suy nhược thần kinh trong một thời gian dài, nó sẽ dây gây đến hậu quả là sẽ bị đãng trí này hay là uh, quên không lý do ấy, bị mất trí không lý do. Vậy thì chúng ta nên sử dụng nước hồng sâm pocheon để giúp kích thích hệ thần kinh chúng ta hoạt động tốt hơn. Và nước hồng sâm poryon còn giúp chúng ta làm thông thoáng các mạch máu nên là giảm thừa thiểu tối đa các nguy cơ về bệnh tai biến đột quỵ như là huyết áp cao hay là mỡ máu. Đặc biệt hơn nữa là khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm pochion thì nhờ các thành phần saponin cũng như axit amin trong nước hồng sâm nó sẽ kích thích hoạt động của tuyến yên cũng như tuyến vỏ thượng thận giúp cho các đấng mày dâu lấy lại được sinh lực phái mạnh của chúng ta nên là cuộc sống vợ chồng của chúng ta cũng sẽ thêm phần hạnh phúc hơn trong nước hồng sâm thì ngọc hoa cũng xin giới thiệu là có chiết xuất uh, tinh dầu bưởi ạ vâng đó là chính là một thành phần chống lão hóa tự nhiên mà chị em phụ nữ chúng ta không cần phải dùng đến uh, các cái chi phí cao để chúng ta đi phẫu thuật thẩm mỹ hay là chúng ta phải sử dụng bất cứ một biện pháp nào khác để chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân uh, nhờ tinh chất bưởi ở trong nước hồng sâm pocheon sẽ giúp chúng ta có một vóc dáng eo thon nhờ cơ chế giảm cân của nó và làm giảm mụn trứng cá cũng như là làm giảm gãy rụng tóc đem lại cho chị em phụ nữ chúng ta một làn da khỏe mạnh, hồng hào, mịn màng hơn Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của nước hồng sâm Pocheon Vậy làm thế nào chúng ta sử dụng nước hồng sâm Pocheon một cách hiệu quả nhất thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn luôn Vâng thưa các bạn, đây chính là hộp nước hồng sâm Các bạn có thể nhìn thấy uh, ngay tên của sản phẩm ở đây Và ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy quy cách đóng gói của hộp sản phẩm Đấy chính là một hộp gồm có 30 gói và mỗi gói 70ml Và 70ml tương đương với 25 calo các bạn nhé À, các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng của tập đoàn Samsung. À, đây là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ à, lá cờ Hàn Quốc cùng với cả logo của nhà sản xuất và các giấy chứng nhận đi kèm. ở phía bên phía, ở phía mặt đằng sau thì các bạn sẽ nhìn thấy à, được các cái thành phần bên trong của sản phẩm nước hồng xâm Potion uh, cũng như là ngày sản xuất hay là hạn sử dụng các uh, cách sử dụng uh, hướng dẫn sử dụng và bảo quản như thế nào một ngày thì chúng ta sẽ uống hai lần mỗi lần thì chúng ta uống một gói um, sản phẩm đều đạt iso 9001 các bạn nhé và ở đây sẽ có mã vạch để cho các bạn có thể check và kiểm tra uh, hai bên của sản phẩm thì đều được đá dán tem dán niêm phong từ nhà sản xuất các bạn có thể nhìn thấy tem dán niêm phong đấy ạ và chúng ta sẽ cùng bóc cái hộp này ra nhé. Bên trong sẽ bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta gồm có 6 hộp nhỏ như thế này ạ. Và chúng ta sẽ cùng lấy một hộp nhỏ ra nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy Trong mỗi hộp nhỏ thì sẽ có 5 gói Và mỗi gói cũng vẫn là 70ml à, Ở trên hộp thì vẫn có các giấy chứng nhận Cũng như là biểu tượng của uh, tập đoàn Samsung uh, Mặt bên cạnh bạn sẽ nhìn thấy được hạn sử dụng Cũng như là uh, hạn sử dụng Cũng như là ngày sản xuất Và phía bên này sẽ là các cái thành phần Bên trong gói nước hồng sâm Votreon Đây chúng ta sẽ nhìn thấy Bên trong sẽ gồm có 5 gói như thế này ạ các bạn có thể nhìn thấy vào chúng ta sẽ uống như thế nào ạ à, thường thì chúng ta sẽ ngâm cái gói nước hồng sâm pocheon này vào trong nước nóng như các bạn nhé à, đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy là hồ cái viền của hộp uh, của túi nước hồng sâm pocheon đều được in họa tiết họa tiết rất là bắt mắt này và nó cũng có hạn sử dụng ở dưới phía dưới của gói này à, vậy chúng ta sẽ uống như thế nào ạ uhm, chúng ta sẽ sử dụng đấy là Uh, chúng ta sẽ ngâm gói nước hồng sâm này vào trong cốc nước nóng từ 2 đến 3 phút để cho nó ấm lên sau đó chúng ta sẽ lắc đều cầm lắc đều như thế này và chúng ta sẽ cắt miệng túi ra và chúng ta uống một ngày thì chúng ta có thể uống 1 đến 2 gói mỗi lần một gói và nên uống uh, sau bữa ăn sáng từ 30 đến 45 phút phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú thì không nên sử dụng nước hồng sâm và đối với trẻ em dưới 15 tuổi thì cũng không nên sử dụng nước hồng sâm pocheon Vậy là Ngọc Hoa vừa mời giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nước hồng sâm Pocheon của Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn mang tới những sản phẩm chất lượng nhất từ đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín cho Cora Shop 24 giờ trong suốt 8 năm qua. Và với uy tín của mình thì Cora Shop 24 giờ luôn luôn có những chính sách và cam kết đồng hành cùng với khách hàng. Điều thứ nhất là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng khi bạn đặt hàng tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng. Vâng, và tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn 24 trên 24. Không chỉ là về sản phẩm nước hồng sâm Pocheon của Hàn Quốc mà còn về rất nhiều các sản phẩm khác của Hàn Quốc Cũng như là về chế độ dinh dưỡng và tập luyện sao cho phù hợp với sức khỏe, cơ thể và công việc của bạn hiện tại Điều thứ ba đấy là bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền với chính sách của chúng tôi, chúng tôi luôn luôn cho khách hàng kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Điều thứ tư đấy là Cora Shop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng nếu bạn bóc hàng ra sử dụng và bạn cảm thế là hàng mình sử dụng không đúng với những gì mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép hoàn trả cũng như bồi thường ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, nếu như bạn sử dụng hàng và bạn thấy rằng hàng mình sử dụng không đúng với những gì video Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng lại ngay lập tức. Vậy làm thế nào mà bạn có thể sở hữu trong tay mình sản phẩm nước hồng Sampo Cheon à, đây ạ à, thì ngọc hoa sẽ giới thiệu với bạn ba cách đơn giản thôi cách thứ nhất đấy là bạn hãy gọi điện ngay theo số hotline 0979149256 ngọc hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng về nước hồng sâm Pocheon Ngoài ra thì sẽ còn là về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, ăn uống sao cho phù hợp sức khỏe và công việc của bạn hiện tại Cách thứ hai là bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video, kích vào đường link đặt trong mô tả bạn sẽ truy cập được vào ngay website curashop24h.com, ở đó bạn hãy đặt mua hàng ngay trên website. Cách thứ ba, đấy là bạn hãy trực tiếp qua ngay siêu thị Hàn Quốc Curashop 24h tại Hà Nội để nhận được nhiều phần quà cũng như chương trình ạ ưu đãi hấp dẫn hơn nữa. Vâng, vậy là chỉ với ba cách đơn giản vậy thôi là bạn đã sở hữu trong tay mình một hộp nước hồng sâm Pocheon. Nó không chỉ là món quà ý nghĩa cho chính bạn mà là còn cho cả người thân, các đối tác đồng nghiệp là một món quà tặng rất phù hợp đấy ạ. Ngọc Hoa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm hồng sông khác thì các bạn có thể kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Cora Shop 24 h